Và mọi người phải luôn nhớ trước khi đánh chrome, mà nhất là đánh hết toàn bộ bề mặt móng, thì mình phải sơn một lớp chrome base lên nha. Để unwipe lại một lần nữa cho cái móng tay này nó khô hết trước khi mà mình sơn cái chrome base lên nha. Đó. Trước khi sơn chrome là mọi người phải đảm bảo bàn tay khô sạch sẽ, không có được dính bụi. Cái shape thiệt là dễ thương luôn á, mà ăn rất là thích cái màu entry trong cái set neon glow, so cute. Không có thể chờ được để một chút xíu coi nó sáng lên. Giờ ăn sẽ sơn một lớp chrome base hết bề mặt móng luôn. Mọi người nhớ chrome base á, mình phải sơn cho mỏng nha. Đừng có sơn dày quá, chút xíu mình đánh chrome lên cho đẹp. Mình thấy cái ngón này nó hơi dờ chút xíu, mình phải chùi liền. Nhớ xoay ngón tay. Ân thấy rất là nhiều anh chị khi mà đánh chrome á, tại vì mình sơn mình không có xoay ngón tay, cho nên mình đánh chrome lên xong nhìn qua hai bên thiếu màu. Chrome thì hơ bao nhiêu giây? Cái câu hỏi này ân mỗi lần ân đi show á, hoặc là đi lớp á, rất là nhiều anh chị đặt ra. Tại vì có anh chị hơ chrome thì nó mau chóc quá, có người hơ chrome thì nó chín quá, sơn lên đánh chrome lên nó không bóng một chút nào hết. Hoặc là có anh chị đánh lên nó không có dính luôn. Thì thực sự cái này là mình phải test thử cái đèn của mình. Một số cái đèn mới bây giờ á, mấy anh chị những cái đèn công suất lớn, ví dụ như 78W hay là nhiều hơn, thì các anh chị phải hơ ít lại. Tức là ví dụ như thay vì hơ 60 giây ha, thì mình chỉ hơ trong vòng 10 cho tới 30 giây thôi. Để ân chỉ cho mọi người cách test cái đèn của mình ha. Ok, bây giờ thì ân sẽ để cho em bé hơ đèn trong vòng 10 giây trước. Rất là dễ, mọi người cứ test từng cái một. Ân sẽ test 10 giây, 30 giây. 30 giây được rồi thì ân không test thêm nữa. Nếu 30 giây vẫn chưa được thì mình test 60 giây. Mà 60 giây là maximum. Tại vì nếu mình hơi hơn 60 giây đa phần là nó sẽ chóc. Thế thì bây giờ ân sẽ lấy một cái sponge để mà mình đánh chrome. Sẽ lấy một cái mới đi. Và mình sẽ đánh thử một ngón. Thường cái này mấy anh chị chỉ test một lần một thôi. Tức là mình biết cái số rồi và mình không có cần phải test tới test lui nữa. Đó, khi ân đánh lên mọi người thấy không? Nó không có bóng cho mấy. Mình muốn nó bóng hơn một chút xíu nữa. Ok, bây giờ ân sẽ để hơi thêm 20 giây nữa. Cảm ơn cô Nina. Hẹn gặp cô Nina ở Houston nha. Mọi người biết không? Show ở Orange County vừa rồi rất rất là thành công luôn. Và ân là rất là busy luôn, tại vì hôm đây á, mấy anh chị đứng gọi là bao quay tứ phía để mà học design. Nên là hẹn các anh chị ở chủ nhật tuần này, gọi là chủ nhật tuần tới đó, tại Houston mình sẽ có một cái demo show nữa. Ân sẽ đem đến rất là nhiều design cho Halloween luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đánh những cái ngón còn lại nha. Anh chị thấy khi mà ân hơi đủ á, mình đánh chrome lên nó bóng hơn hẳn. Đây, mọi người nhìn thấy cái sự khác nhau không? Một bên là nó mù và một bên là nó bóng. Thì mình biết là cái đèn của mình hơ 30 giây mới được. Hơ 10 giây không được. Hoặc là nếu đến lúc này mình đánh xong mà mình vẫn không thấy bóng thì mình biết cái đèn của mình hơ 30 giây không được. Phải hơ ít nhất là 60 giây. Và không hơ hơn, maximum là 60 giây thôi. Thì mình sẽ tăng lên. Mọi người có thấy được cái sự khác nhau không? Để ân đánh xong ân sẽ đưa mình coi lại một lần nữa nha. Thì để mình biết và mình thử cái đèn của mình trước. Và một khi mình biết cái số đó rồi thì cứ vậy mà làm thôi. Mọi người thấy rõ cái sự khác nhau không? Một bên thì nó bóng hơn rất là nhiều, một bên thì cái màu nó mù và nó nhìn giống như trắng đục. Thì ngón này ân sẽ đánh lại một lần nữa để mình làm cho các cái màu nó giống nhau hết. Các anh chị nào mà hay coi livestream của ân á, nhớ cách khi mà ân đánh chrome làm sao cho nó không có dính ra background không? Có thể cho ân một cái comment ở phía bên dưới được không?
Làm sao để mà mình đánh Chrome mà nó không có dính ra background. Okay, bây giờ mình sẽ cất cái này qua một bên ha. Bình thường á, mỗi lần mà ân đánh Chrome trực tiếp ở trên màu gel á, mình sợ nó dính ra background thì mình sẽ sơn một lớp top coat trước. Sau đó mình dùng buffer mình buff hết cái bề mặt đi, xong mình mới vẽ và mình đánh. Nhưng hôm nay á, một cái đặc biệt là mọi người có để ý là ân có cái white chrome ở dưới rồi không? Thì khi mà các anh chị đã có một lớp chrome ở dưới thì mình không có cần phải buff hay làm bất cứ thao tác gì khác. Tại vì chrome á, nó chỉ dính một lần một thôi. Cho nên bây giờ thay vì phải sơn top coat, phải buff, phải làm cái này cái kia thì mình không cần làm gì cả. Mình chỉ cần vẽ một đen trực tiếp lên trên lớp chrome vừa mới đánh. Và mình đánh màu gold lên tiếp thôi. Miễn là các anh chị có một lớp chrome ở phía bên dưới. Thì bây giờ mình muốn vẽ cái gì lên trên cũng được hết. Và mình muốn đánh cái gì thì mình đánh. Mình không có cần phải buff và nó cũng sẽ không có dính lên trên cái màu trắng hồng hồng này nữa. Nó chỉ dính một lần một thôi. Tức là bây giờ mình vẽ cái đường đen ở đâu thì nó dính ở đó thôi. Ok, bây giờ ân sẽ phủi cho sạch sẽ trước đã nè. Và mình sẽ làm theo thứ tự của bàn tay bên kia ha. Bây giờ mình sẽ dùng màu đen, màu Artist Gel thôi. Và hôm nay ân sẽ dùng cây cọ. Cây cọ này là set cọ sắp ra lò rồi nha. Anh chị nào mà thích cọ của Tap và đang dùng các sản phẩm Tap thì không thể nào mà bỏ qua cây cọ này được. Ít bữa nữa mình sẽ có 3 cây lận. Hai cây này thì hôm nay ân sẽ dùng. Một cây là cái đầu nhỏ thôi, cọ nhỏ, và một cái là cái bản bè. Thì ân thích dùng cái bản bè để tô và dùng cái cọ nhỏ để mà vẽ chi tiết. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với ngón cái trước nè. Ngón út trước đi. Thì ân sẽ lấy màu. Và ngón đầu tiên á, thì ân sẽ vẽ French. Nhưng mà cái French này không phải là French cong. Không phải là cái French như bình thường, I mean. Mà nó sẽ hơi cong cong lượn lượn một chút xíu. Ân sẽ chỉ cho các anh chị vẽ friend sao cho nó nhanh. Even không phải là chỉ friend mà những cái design nào mà mình phải tô màu á, thì thường là ân sẽ vẽ và tô nhẹ nhẹ hai bên khóe trước. Rồi xong mình chừa lại đó chút xíu. Làm gì? Mình lấy cọ bảng mình vẽ cho lẹ đúng không? Ngón bên đây mình sẽ vẽ nửa móng đi qua để cho nó đối xứng với cái ngón bên kia. Ân sẽ làm những cái đường cong nhẹ nhẹ thôi. Đi bên đây, kéo qua. Tại vì ở ngay phía trên khóe móng ở trên đây á, thường là cây cọ của mình phải xài cọ nhỏ. Tại vì những cái cọ bản bè á, nó sẽ khó đi vào sâu ở trong góc. Nên là ân sẽ tô một chút xíu ở ngay góc trước. Và phần còn lại thì ân sẽ để cho mình dùng cọ bản mình tô. Ok, ngón đây mình sẽ vẽ một phần ở dưới và một phần ở trên nha. Phần ở trên sát cuticle thì ân sẽ tô luôn. Hoặc là mình có thể tô sơ hai bên khóe rồi mình lấy cọ bảng mình làm cũng được. Nhưng mà cuticle thường nó rất là dễ lem nên ân sẽ ưu ái ân tô luôn. Chị nhớ nha, cái phần vẽ này và cộng thêm mình đánh chrome nữa thì mình phải dùng những cái màu đặc, màu ở trong hũ, cho nên Artist Gel là màu mà các anh chị nên dùng. Mình đánh chrome lên nó mới ăn vào trong móng được. Giờ ân sẽ dùng cái cọ bản bè hơn. Mình lấy màu ở trong hũ. Khi mà mình tô á, thì đương nhiên mình phải lấy màu nhiều hơn một chút xíu nha. Mình sẽ tô hết cái phần ở phía dưới, hết những phần còn lại dưới đây. Anh chị nào nghĩ mới nãy thấy màu gold mà sao bây giờ thấy màu đen? Mình phải vẽ màu đen trước mình mới đánh được nha. Cái này á, nhiều anh chị có ý là tại sao mình không dùng chrome base để mình vẽ. Thực sự cái này vẽ bằng chrome base cũng được, nhưng nó sẽ rất là khó cho mấy anh chị. Tại vì chrome base là nó trong, mình không thấy đường. Hơn nữa màu gold để cho nó nổi thật là nổi thì mình nên có một lớp màu đen ở dưới, sẽ làm cho cái màu gold của mình nó pop up nhiều hơn. Nhìn cái màu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với khi đánh trực tiếp lên trên cái màu trắng hồng hồng này. Nó là trắng nhưng mà tại vì mới nãy ân chọn màu entry ở dưới á, thì cái màu entry là màu nó hơi hồng nhạt. Cho nên nó cũng không có phải ra trắng lắm đâu. Cái này là mục đích của mình luôn. Tại vì em bé thích nó, cái màu nó tự nhiên không có trắng quá. Cho nên ân đã phối màu hồng nhẹ nhẹ ở phía dưới. Và mình
làm chrome ở phía trên. Người thấy không, có một cây cọ bảng nhỏ nhỏ nữa thì mình vẽ cái này rất là lẹ. Tô qua hết rồi, bây giờ ông sẽ để cho em bé hơ đèn trong vòng 30 giây nha. Mấy anh chị đừng hơ dưới 20 giây, ít nhất là phải hơ được 20 giây, nếu mà gấp quá thì phải hơ 20 giây. Tại vì nếu mà mình hơ ít hơn á, cái màu đen nó chưa có chín tới thì lúc mà mình đánh chrome lên nó rất là dễ bị tróc cái lớp màu đen ra. Và hôm nay thì ân sẽ dùng màu Z-Chrome trong cái màu số màu gold số 14 trong cái set Chrome Pen. Bây giờ có set này rất là tiện luôn ha. Màu chrome bây giờ nó nén ở trong hết rồi, mấy chị không có sợ đổ. Bây giờ anh có lắc bao nhiêu lần nữa nó cũng không có đổ luôn. Ok, hơ xong 30 giây thì mình lấy ra và mình sẽ đánh chrome lên đây. Và mấy anh chị thấy even anh có đánh trực tiếp lên trên cái phần chrome ở phía dưới nó cũng không dính. Cho nên mới nói là chrome nó chỉ dính có một lần thôi. Ví dụ cái gì mình đánh lên là nó đánh một lần một thôi. Bây giờ đánh màu thứ hai lên nó không dính nữa, nên nó cũng rất là tiện cho mình. Ví dụ anh chị nào mà đang sơn treo muốn đánh chrome lên mà sợ dính với background thì mình có thể lựa những cái chrome mà màu sheer ấy. Giống như là mình chỉ thấy cái ánh màu thôi chứ mình không thấy màu, nó không có làm đổi cái màu trên móng tay của khách. Thì mình có thể dùng những màu đó mình đánh ở dưới trước, xong rồi mình mới vẽ design hay là làm chrome những màu khác ở phía trên. Bây giờ trước khi mà mình làm bất cứ một cái design nào khác thì mọi người phải nhớ là mình dùng chai chrome base, mình siêu bộ móng lại trước đây nha. Tại vì không siêu chút xíu mình vẽ hay mình sơn thấp khúc hay bất kỳ cái gì ở phía trên nó cũng tróc rất là mau. Bây giờ anh sẽ siêu hết những ngón này lại trước khi mình làm bất cứ cái design nào khác. Và với chrome base thì khi mình siêu lại mình phải hơ 60 giây. Cái lớp đầu tiên á, thì nó tùy thuộc vào đèn, hơ có thể là 10 giây, 30 giây hoặc 60 giây. Nhưng khi cái lớp siêu này thì mọi người phải hơ 60 giây để mình đảm bảo là nó khô và nó protect được cái chrome của mình. Thì khi mà mình sơn thấp khúc hay mình làm design lên trên nó mới không có chóc được. Màu gold lên so cute ha mọi người. Ân rất là thích luôn á, cái này làm cho cái bộ tay của mình thấy giống như là rất là mạnh mẽ, kiểu là cũng nữ tính nhưng mà đâu đó quyền lực ở trong đây, giống như cái tip nó màu gold tip á, nhìn nó rất là sang. Không có nghĩ là em bé mới 16 tuổi mà lựa một cái design rất là dễ thương luôn. Lúc mà ân vừa thấy cái design là ân nói cái này là phải live cho mọi người coi rồi. Không live là thấy có lỗi quá, tại vì nó quá dễ thương mà nó quá dễ làm. Tại vì sao? Khi mà mọi người làm một cái set tap gel thì mình lấy giá mắc hơn bột khoảng 5-10 đồng đúng không? Cái tay này bây giờ ông sẽ hơi đèn 60 giây trước đây nè. Mình lấy mắc hơn bột khoảng 5-10 đồng. Rồi mỗi lần mình đánh chrome thì mình lấy 20 đúng không? Cái này thì mình không có đánh chrome hết 10 ngón nhưng mà mình cũng đánh 3 ngón. Thì mình có thể lấy 3 ngón này từ 10 khoảng... Để coi, 3 ngón, 2 tay là 6 ngón. Thì mình có thể lấy 12-15 đồng. Tại vì cái này nó không phải là chrome hole nail nữa, nó là design. Cho nên cái phần, cho cái phần màu gold á, mình có thể lấy 12 đồng đi. For example, 12 đồng cho cái phần màu gold. Còn cái chrome ở dưới là 20 trước đây nè. Thì mình có chrome nguyên một set là 20. Mình lấy thêm 12 đồng cho cái phần gold chrome nữa là 32. Mình có hai cái ngón tuy đi vỏ sò. Thường thì với cái 3D design kiểu này thì ông sẽ lấy một ngón 10 đồng. Rồi add on thêm nữa, 4 ngón là 40 nữa, là bao nhiêu rồi? 72. Với lại mình đính thêm mấy cái đá, những cái hộp pearl ở trên nữa. Thì tùy ý mọi người, cái này mình có thể lấy thêm 10 đồng hay gì đó. Thì rất là dễ lấy tiền cho cái bộ này luôn. Mà nó không có mất bao nhiêu thời gian hết. Người thấy so cute luôn. Ok, sau khi hơ bên đây xong ha, thì ân sẽ bỏ thóp khúc lên. Trước khi mà mình làm cái seashell với lại đính đá, tại vì seashell á, một khi mà mình vẽ lên xong rồi là mình không có nên sơn thóp khúc nữa. Tại vì lúc này mà sơn thóp khúc á, nó sẽ làm chìm hết đi những cái đường vẽ của mình, những cái đường 3D của mình. Cho nên trước khi làm seashell, trước khi đính rhinestone là mình cứ sơn thóp khúc lên.
Sau khi làm tháp xong á, thì mọi người có thể dùng cái tháp top gel sơn cũng được, hoặc mình có thể dùng luôn cái crystal top coat mình sơn cũng được. Một trong hai cái, top coat thì rất là dễ. Sơn một trong hai cái sơn cái nào cũng được. Nhưng mà base của khi làm tháp á, thì mình không có được dùng những cái base cho sơn gel nha. Tại vì base cho sơn gel nó chỉ dùng cho sơn gel thôi, tức là nó không có primer với bronzer, cho nên nó sẽ rất là dễ tróc nếu mà mình lấy cái base gel mình sơn cho tháp. Nhưng anh chị nào mà làm manicure gel mà hay bị tróc á, thì ân khuyên là nên thử chai tháp base gel. Tại vì tháp base gel á, nó có primer với bronzer luôn, cho nên nó phụ cho mình làm cho cái màu gel ở rất là lâu. Đó là những cái comment từ phía khách hàng mà ân nhận được, và từ phía học viên nữa. Rất là nhiều học viên của ân á, cũng xài cái tháp base gel để làm manicure. Ok, bây giờ thì ân sẽ hơ đèn trong vòng 60 giây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái ngón seashell. Ok, cho ngón này á, thì ân sẽ cần đến hũ glue gel đây. Hũ này thì ngoài cái việc là dùng để đánh rhinestone ra, thì ông rất là hay dùng để vẽ 3D. Và hũ này thì mọi người, anh chị nào mà xài rồi mình biết là nó rất là đặc. Nó đặc là để mình khi mình thả những cái viên đá bự lên nó không có bị chạy. Nhưng khi nó đặc quá thì có nhiều anh chị sẽ thấy nó hơi khó vẽ một chút xíu. Ân thì thích vẽ đặc, tại vì khi vẽ đặc á, cái nét nó lên rất là rõ. Nhưng mà đồng thời nó cũng khó kéo cho mình. Nên Ân sẽ có một cách để giúp các anh chị, là mình có thể lấy cái glue gel này ra ngoài dĩa trước. Ồ, này ăn quên chùi cái cọ rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ bỏ cái phần này đi. Lỡ mà dính màu đen như rồi là mình không có xài được nữa nha mọi người. Mình sẽ chùi sạch. Sau đó mình sẽ lấy lại, mình sẽ bỏ cái phần màu ở chỗ đây đi luôn. Tại vì nó dơ rồi. Mình để mai mốt á, lỡ mình làm mình quên lại lần nữa thì nó dơ luôn cái hũ của mình. Rồi. Bây giờ ân sẽ lấy treo bỏ ra dĩa lại. Hello chị Linh Vũ. Hello mọi người. Mình sẽ lấy nhiều một chút xíu nha. Để make sure là mình muốn nó cho tươi đi mà. Ok, sau khi mà mình lấy cái glue gel ra thì ân sẽ pha với một chút top coat gel. Mọi người pha với top coat nên wipe nha. Đừng pha với base gel, tại vì base coat á, nó dính. Nếu mà mình pha thì mình pha với một chút top coat, không quá nhiều. Thường là tỷ lệ ân để 1:1, ví dụ nhân bỏ chừng nào gel thì ân bỏ chừng đó cái top coat vào. Giờ quay lại với cái cọ của mình, trộn đều lên thì nó sẽ giúp cho cái glue gel của mình lỏng hơn một chút xíu, thì nó sẽ phụ giúp cho các anh chị dễ làm design hơn. Còn nguyên trong hũ mình lấy làm vẫn được, nhưng các anh chị phải lấy cái cọ dài hơn một chút xíu. Oh, cảm ơn chị Linh. Hôm nay chị Linh quay lại làm khách, chị Linh thấy sao? Có thử những cái trick mà ân chỉ chưa? Chị Linh nói là chị Linh mới xong lớp Kali. Dạ, em nhớ mà. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái seashell nha. Mọi người sẽ lấy gel, mà mình sẽ lấy nhiều một chút xíu. Cái này khác với khi mình vẽ, bây giờ mình sẽ cần cho nó tươi đi. Thì ân sẽ lấy như một giọt ở trên ngón tay vậy đó, ngay chính giữa móng mình kéo một đường thẳng lên trước. Và cái đuôi của mình thì mình để cho nó nhỏ dần dần lại. Mọi người có thấy rõ không? Ân kéo một đường ngay chính giữa rồi nè. Rồi mình sẽ qua đường thứ hai nha. Đường thứ hai thì mình lấy gel nhưng mà ít hơn một chút xíu. Mình sẽ kéo một đường nữa ngay bên cạnh và đi lên trên thì nó nhỏ dần dần. Rồi qua tiếp một đường nữa. Bên nào mình kéo xong hết một bên, rồi mình kéo sang cái bên còn lại. Mọi người cứ kéo liên tiếp thôi, từ ở bên ngoài kéo vào chính giữa. Rất là dễ. Từ phía bên ngoài kéo vào chính giữa. Quay qua bên đây. Từ phía bên ngoài kéo vào chính giữa. Cái nữa ở đây nha. Rồi, bây giờ ông sẽ bỏ thêm glue ở đây. Có nhiều bạn á là bây giờ hơ trước xong mới đính đá, nhưng mà ông thấy là khi mà mình làm như vậy á, những cái đường treo nó khô ngay ở phía giữa này rồi, thì cái viên đá của mình nó không có nằm phẳng ở trên bề mặt móng được.
Cho nên là ân sẽ bỏ treo lên ngay đó luôn. Và ân sẽ pick cái đá ra, bỏ lên ngay chính giữa. Rồi bây giờ mình sẽ canh cho nó ngay thẳng góc. Rồi bây giờ mình hơ đèn. Create. Cái design này thì mình làm ngón nào mình hơ ngón đó. Tại vì mình để lâu quá ở ngoài á, cái gel nó sẽ bị chảy, thì nó không có còn sắc sảo nữa. Great, chị Linh Vũ. Nhớ về nhà luyện tập và gửi video vào trong group, hoặc là chụp hình gửi trong group nha, để cho các cô giáo sửa lỗi. Mọi người biết tuần vừa rồi á, là ân vừa có show ở Orange County. Show vừa xong là mình phải qua set up lớp để mình chuẩn bị có lớp cho thứ hai, thứ ba, thứ tư vừa rồi. Và học viên lớp Cali, oh my god, học quá nhanh, quá dễ thương luôn. Học nhanh kỹ thuật một cục, hai cục ra trước các anh chị chiến. Kỹ thuật hai cục, kỹ thuật một cục ra các anh chị chiến kỹ thuật một cục. Học sinh học quá giỏi, nỗi mà mình có dư thời gian. Cho nên là lớp vừa rồi là mình có dạy thêm nail design nữa. Và các anh chị có rất là nhiều thời gian để luyện tập luôn. Tại vì mọi người rất là cố gắng, ai cũng rất là tập trung hết. Cả chị chưa biết gì cho đến chị làm nail 20 năm, mọi người đều rất là tập trung học và rất là tôn trọng, rất là lắng nghe những lời mà thầy cô giáo chỉ luôn á. Trong lớp im ắng, ai cũng tập trung học hết, không ai nói chuyện riêng nhiều, ai cũng đi sớm vô lớp tập. Quá giỏi, quá đáng khen cho tinh thần của các anh chị luôn. Oh, you're welcome, chị Linh. Các cô được như vậy là nhờ các anh chị học viên nữa. Các anh chị học viên quá giỏi, quá cố gắng luôn. Làm sao mà tụi em không cố gắng cho được. Sắp tới là mình sẽ có lớp Atlanta vào đầu tháng 11. Sau đó tiếp theo thì Ân sẽ có lớp ở bên Việt Nam. Ân sẽ về Việt Nam dạy cùng với các cô giáo ở bên team Việt Nam nữa. Cho nên anh chị nào mà một là đang ở Atlanta này, hai là có ý định đi Việt Nam thì có thể đăng ký lớp ngay nha. Lớp Việt Nam thì rất là vui, tại vì thời gian dài hơn mà các anh chị vừa có cơ hội học qua hết tất cả các phần cơ bản trong nail luôn. Mình học luôn cả cách làm chân tay nước, học điếp, học sơn gel, học cả tiếng Anh nữa nha. Tại vì các nhiều anh chị ở Việt Nam trước khi chuẩn bị đi Mỹ thì mình không có biết tiếng, mình không có biết làm những cái dịch vụ cơ bản. Cho nên là lớp sẽ dạy tất cả những gì các anh chị cần để mà mình có cái hành trang để mình chuẩn bị đi Mỹ luôn. So cute phải không anh chị? Ok, mình xong ngón này, mình xong ngón cái rồi. Bây giờ mình còn mấy cái đá nhỏ nhỏ ở ngay cái ngón giữa nữa là mình xong cái design này rồi. Mọi người thấy dễ thương không? Bây giờ Ân sẽ bỏ thêm một chút xíu blue gel lên đây nữa. Cái chỗ đây mình tính là đính cái hộp bự thì mình sẽ bỏ nhiều chút xíu. Rồi bên đây những cái nhỏ hơn. Ok, và bây giờ anh sẽ bỏ lên cái chỗ nào mình đính, mình dự tính bỏ cái bự thì mình sẽ bỏ cái lớn vào đây. Một cái bự và mấy cái kia thì mình bỏ nhỏ thôi. Ăn lấy cái cọ ăn quét là để cho nó vừa đủ cái viên đá thôi. Không có dư nhiều quá thì mình sẽ không có thấy cái đường treo nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ hơ đèn thêm một lần nữa nha. Ok, bây giờ các anh chị sẽ chờ một chút xíu nha. Ân hơ đèn bên kia xong, Ân sẽ tắt đèn đi để cho các anh chị coi. Hay là trong thời gian mình hơ mình sẽ tắt đèn đi. Ân đứng lên, Ân tắt đèn và để mọi người coi thử là khi mà tắt đèn nó sẽ như thế nào. I'm gonna turn off the light and let's see how it is. You might have to turn off the TV first, so it's not okay. Good. Ok, bây giờ mình tắt hết đèn đi. Ồ, mình còn một cái đèn nữa. Mình sẽ tắt luôn. You see it glow yet? What do you think? Okay, let me see the other side. And I turn up this light. Wow, mọi người có thấy không? Lúc mà mới lấy tay trong đèn ra, so sáng buổi tối luôn. Cái phòng của Ân là nó cũng chưa có tối lắm đâu. Nó nhìn rất là đẹp luôn. Right.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian coi livestream cùng với Ân tối hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong show tiếp theo vào chủ nhật tới ở Houston. Hai cô bên mình có dạy tiếng Anh hả cô? Hello chị Thanh Xuân, nếu mà chị đăng ký học lớp ở bên Việt Nam á, thì chương trình lớp bên Việt Nam là dành cho các anh chị chuẩn bị đi Mỹ. Cho nên là lớp Việt Nam sẽ kèm luôn cả phần hướng dẫn tiếng Anh giao tiếp để các anh chị có thể nói chuyện với khách về các dịch vụ ở trong tiệm được. Thì lớp Việt Nam là có gồm cả dạy tiếng Anh luôn. Hay đấy, Ân sẽ hẹn gặp lại các anh chị vào chủ nhật đến nha, tại Houston nha. Mọi người đừng quên, và lớp học tiếp theo của chương trình Zonal Masterclass thì nó sẽ là vào đầu tháng 11 ở Atlanta. Và sau đó là lớp Việt Nam. Chị Linh Vũ nói là Liquid ở tiệm Different, ở đó học chảy tràn khóe, ở đây cục bột mau khô. Nếu mà như vậy chị có thể mua liquid dùng riêng, tại vì hồi trước Ân làm một số tiệm á, họ cũng không có được nước liquid cho mình đâu, họ xài cái nước liquid mau khô á, thì cái nước đó nó độc và nó khô mau nữa, thì chị có thể mua liquid dùng riêng được mà. Right, tạm biệt mọi người, chị chúc ngủ ngon, nhớ like, share, thả tim, share cái livestream này giúp Ân nha, bye bye cả nhà.